lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Có hai anh em nọ, mỗi lần vào mùa mực ống di cư, cứ mỗi buổi tối, họ thường chèo thuyền ra biển bắt mực ống. Nào em trai, được rồi, mình đi về thôi. Tối hôm nay chúng ta còn phải ra biển nữa chứ. Dân ạ, trời sắp tối rồi, chúng ta nên đi về chuẩn bị thôi. Hả? Hai anh em các anh tối nay lại phải ra biển câu mực ống nữa phải không? Đúng rồi. Hôm nay thời tiết rất tốt, rất thích hợp để câu mực ống đó. Ừ, bây giờ đang mùa mực ống di cư, lúc này rất dễ dàng câu được mực ống. Vậy chúng tôi không làm chậm trễ công việc của hai anh em các anh nữa. Ừ. Mực ống còn có tên khoa học gọi là mực điếu, có đặc tính di chuyển trong đêm hướng về ánh sáng. Ban ngày khi ánh mặt trời từ trên cao chiếu sáng sẽ không nhìn thấy tung tích của chúng nó đâu. Nhưng đến khi màn đêm dần buông xuống, mặt biển trở thành một tấm màn đen thẫm, thì chúng nó liền xuất hiện. Câu mực ống rất đơn giản, chỉ cần thả cần câu có đèn xuống nước và thắp sáng đèn trên nóc thuyền. Ánh sáng từ bóng đèn chiếu xuống, mực ống khi nhìn thấy ánh sáng, chúng từ trong bóng tối liền tụ tập lại. Mắc câu rồi. Những con mực ống khi bị kéo lên khỏi mặt nước, phát hiện ra tình hình không ổn, liền phun ra một luồng mực đen. Nhưng đã quá muộn, những cái giòi của nó đã bị móc vào lưỡi câu, nên chúng không cách nào giãy giụa để thoát ra được. Đừng uổng công phí sức nữa, mà chạy không thoát đâu. Trong hoàn cảnh bình thường, một tiếng có thể câu được từ 10 đến 20 con mực ống. Nếu may mắn, có thể câu được trên 100 con. Có khi người anh trai vừa thả cần câu mực ống, đồng thời thuận tiện thả lưới giăng bắt cá. Đợi đến khi trời sáng, liền đem cá và mực ống đến tiệm hải sản, hoặc đem đến chợ cá rào bán. Trời sáng rồi, phải quay về thôi. Tối hôm qua thu hoạch được khá nhiều mực ống, không biết cá trong lưới thu hoạch thế nào nữa. Ha ha ha, hôm nay thật là một vụ thu hoạch lớn. Anh ơi, tối hôm qua thu hoạch thế nào rồi? Tối hôm qua được vụ thu hoạch lớn, mực ống tính sơ sơ cũng được 500-600 con. Ngoài ra còn có thêm gần 100 kg cá nữa đó. Anh à, lúc anh câu mực ống, anh lại còn thả lưới bắt cá nữa à? Anh thật là quá tham lam đó nha. Một lần ra biển nếu có thể bắt thêm được bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu. Đây đâu phải là tham lam chứ. Số mực ống này nếu không phải bị nướng chín, xào nấu thì cũng bị bỏ lên vỉ phơi nắng làm thành khô mực. Hai anh em họ từ trước đến giờ không hề nghĩ đến số phận của những con mực ống này cuối cùng sẽ ra sao. Họ chỉ quan tâm mỗi lần ra biển mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Cho đến một lần nọ, hai người họ đang ở trên bãi biển thì nhìn thấy một nhóm người đang phóng sanh. Hôm nay thời tiết khá tốt, chúng ta phải chuẩn bị thôi. Thừa dịp thời tiết tốt, sóng yên gió lặng như thế này, kiếm thêm một món tiền nữa. Dạ, tháng trước chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền. Tháng này em nghĩ cũng không tệ lắm đâu. Ủa, ở đó sao mà đông người thế? Phải đó, chúng ta đến đó xem thử đi. Hả? Sao họ lại đem cá thả trở về biển vậy? Anh ơi, anh xem kìa, đó không phải anh Minh sao? Phải đó, đã lâu rồi không gặp anh ấy. Sao anh ấy cũng có mặt ở đây vậy? Đi, chúng ta qua đó xem đi. Anh Minh, lâu rồi không gặp anh. Anh ở đây làm gì vậy? Ồ, là hai anh em các anh à? Tôi gần đây đã nghe các bài giảng của Pháp Sư. Hả? Pháp Sư, bài giảng? Anh đừng nói với tôi là bây giờ anh đã bắt đầu học Phật rồi nha. Đúng vậy, tôi đã bắt đầu học Phật rồi. Hôm nay là ngày mọi người cùng nhau đến đây phóng sanh.
Tôi mang đến một ít cá này chuẩn bị đưa chúng nó trở về biển đấy. Hả? Số cá này anh phải thả trở về biển sao? Đúng vậy, Pháp Sư đã từng nói, vạn vật trên thế gian đều có tánh linh. Chúng ta không thể tùy ý mà làm tổn hại, tước đoạt mạng sống của chúng nó. Nếu sát sanh quá nhiều thì sẽ gặp báo ứng. Mà việc phóng sanh, hộ sanh chính là việc thiện cực lớn. Cho nên bây giờ tôi thường hay mua một ít cá tôm mang đến đây phóng sanh. Chuyện nhân quả báo ứng đó mà anh cũng tin sao? Trước đây tôi cũng không tin đâu. Nhưng có một dạo trước tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu. Đi khám rất nhiều bác sĩ mà không tìm ra được bệnh. Sau này tôi gặp được một vị Pháp Sư. Ngài liền nói với tôi, đó là nguyên nhân của nhân quả báo ứng. Tôi chợt nghĩ, quả thật đúng như vậy. Vì tôi thường ngày thích nhất ăn đầu cá, kết quả liền gặp ngay quả báo. Kể từ đó về sau, tôi liền tin tưởng có nhân quả báo ứng. Sau sự việc này, tôi bắt đầu học Phật phóng sanh. Ồ, vậy à? Vậy anh bận việc rồi, hai anh em chúng tôi đi trước nha. Hai anh bây giờ còn ra biển đánh bắt cá nữa sao? Lúc này là mùa mực ống. Các anh chẳng phải vẫn còn câu mực vào ban đêm sao? Đúng rồi. Sao vậy? Tôi khuyên hai anh em các anh hãy thừa dịp này mà sớm dừng tay lại đi. Các anh mỗi lần ra biển đều sát sanh vô số. Cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày các anh sẽ gặp quả báo đó. Nói thật với anh, tôi không tin cái gì gọi là nhân quả báo ứng đâu. Được rồi, anh bận rồi. Chúng tôi đi trước đây. Hả? Hay. Hai người anh em này đối với việc nhân quả báo ứng thì vô cùng xem thường. Anh ơi, chúng ta xuất phát thôi. Ừ, em đi trước đi. Anh phải sửa cái lưới cá này lại. Sao vậy? Tối hôm nay anh còn muốn giăng lưới bắt cá nữa à? Đúng vậy. Mỗi lần ra biển, đương nhiên là có thể bắt được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu mà. Được rồi, vậy em đi trước nha, sáng mai gặp lại. Vào buổi sáng hôm sau. Ôi, sao hôm nay hai anh em họ còn chưa thấy trở về nữa? Theo tôi nghĩ, tối hôm qua nhất định đã câu được nhiều mực ống cho nên mới quên mất giờ về. À, về rồi kìa. Hình như thuyền của người em trai về trước. Hay, chỉ có bao nhiêu đây thôi, thì làm sao đủ phân chia cho chúng ta chứ? Đừng vội mà, đợi chút nữa, anh trai tôi về đã. Tôi nghĩ tối qua anh ấy nhất định thu hoạch được nhiều hơn tôi đó. Nói cũng phải, anh trai của cậu khi câu mực ống cùng lúc lại còn thả lưới đánh bắt tôm cá, chắc chắn cậu ấy thu hoạch được không ít. Đúng đó, các người chịu khó đợi một chút nữa nha. Ừ. Thế nhưng họ đã chờ ở bên bờ biển rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng của người anh trai đâu cả. Người em trai đợi mãi vẫn không thấy thuyền của anh trai quay về, trong lòng khởi lên linh tính sẽ có chuyện chẳng lành. Hôm nay chuyện gì đã xảy ra với anh trai của cậu vậy? Đến giờ này rồi sao mà còn chưa thấy trở về nữa? Phải đó, theo kinh nghiệm trước đây lẽ ra anh ấy đã sớm trở về rồi. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Alo, có phải cơ quan tuần tra biển đó phải không? Anh trai tôi tối hôm qua ra biển đến bây giờ còn chưa thấy trở về. Ừ, dạ đúng rồi ạ. Dạ xin các anh lập tức cho kiểm tra ngay ạ. Dạ được rồi, cảm ơn ạ. Sao rồi? Anh trai của cậu chẳng phải đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hy vọng anh trai bình an vô sự. Sau đó nhân viên tuần tra biển đã tìm thấy thuyền đánh cá của người anh. Phát hiện anh ta nằm trên thuyền, toàn thân bị lưới đánh cá quấn quanh thắt chặt lại. Trên cổ có một vết thương, anh tắt thở đã lâu. Hả? Anh ơi! Anh trai ơi! Sao lại thế này? Sao lại như thế này chứ? Khi chúng tôi phát hiện ra anh ấy, thì anh ấy đã chết rồi. Xem ra anh ấy chết là do bị lưới cá quấn chặt làm ngạt thở mà chết. Sao lại thế này? Sao lại như thế này chứ?
Anh ơi, hung thủ giết chết anh, sao lại là công cụ kiếm tiền của chúng ta? Sao lại là lưới giăng cá chứ? Vậy hàng ngày các anh thả lưới bắt cá, câu mực, không ngờ lại bị chính cần câu, lưới cá làm tổn hại sao? Trời ơi, chẳng lẽ đây chính là quả báo sao? Đây chính là quả báo hay sao? Nam mô A Di Đà Phật.